ngày mới được nhiều sức khỏe. Hiện tại mình đang ở xã Mỹ Tân, quận Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay cùng với anh Kiệt, anh Sang, anh Minh giảm trí đến quay cưa phát quang những hàng cây mình được trồng. Xin mời cả nhà cùng theo dõi với mình nha. Anh Minh bắt đầu lên cưa mét cây bạch đàn. Cả nhà thấy cây bạch đàn này sát đường lộ cũng rất là lớn. Thì hôm nay nhóm kết hợp với ủy ban xã Mỹ Tân cùng nhau triển khai để cưa những hàng cây bên đường nó trống. Nhìn con lộ nó rộng và cái tầm nhìn xa nó sẽ thoáng hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Qua leo cưa cây xà cừ. Cây xà cừ này cũng rất là to cả nhà. Thì, quý ba cũng nhờ điện lực cúp điện để nhóm cưa thuận lợi hơn, không có gia chạm với đường dây điện phía bên dưới. Thank you.
Rồi coi chặn xe nha. Rồi xe có qua không? Dạ, chặn xe đó. Rồi cho chiếc xe tải nó qua cái đi. Thank you.
đấy đâu.
Kỳ cục quá. Nó kiểu vậy dễ bị đòn á. Thế nào? Rồi coi trả xe đi.
nè, còn một cây bìa rồi. Thôi mình tiếp tục cưa. Đây cái nhà ấy cũng nhiều nhánh nha. Mùng 5 tháng 5 á cha. Nhà mi bữa nay tao về nhà tụi bay đi xuống đất rồi. Mùng 5 tháng 5 ông làm việc tốt vậy ông cái. Nó đang ấp kìa. Tôi nằm đó luôn kìa. Người sao trời. Trời là trời mày làm cái gì tao đang quay đứng. Rồi quay đi. Lời ơi, đi chỗ khác đi. Cái bên đây nè.
như nhà báo hả? Trước mặt là cây sà cừ thôi nha. Cây sà cừ này cái tàn tròn nhưng mà cũng không lớn lắm, nằm mà cặp mà mấy đường cũng sẽ mé thì cho nó gọn xuống luôn. Là em tiến leo lên cưa đó. Không có vỡ đít đưa lên đâu. Đừng quan tâm tới. Rồi xe kìa. Ah.
Kỹ chút đi. Qua đi. Rồi, xin tiếp anh chị.
chờ đợi xuống dưới sẽ cưa. Chị đang xuống. Về kiếm bạn clip chơi ha. Mày muốn chịu đây mày đi gánh heo không? Xong luôn. Gánh xong luôn có máy gì điện đó. Rồi. Chưa? Ông lấy mình ông cho lì đi. Hello.
cao. Cái nhánh đó đừng có cởi cổng dây điện mấy công nha. Điện trần mấy công đó. Thank you.
lăng đeo lên cây dầu nó mấy á. Ê, nó chưa còn dừa nữa các mày. Có cái dừa kìa ông Minh ơi. Mày gọi là cắp lửa rất là nguy hiểm hay cả nhà, nếu mà va chạm thì nó sẽ giật, có những cái nhánh ở trên nó đã cháy. Mình cũng đã lên tới cây xanh này, xin mời cả nhà cùng theo dõi nhóm sẽ cưa cây xanh này như thế nào nha.
Cây thì ta ấy thì liều chạy tới không ạ? Vậy mới làm tiếp quay á. Nào chèo lên đi. Nhiều dây điện quá nên không có dám chưa.
trừ khi điện lực tới cúp những cái đường dây này nhánh cưa thì cái đó cả nhà thấy có một bình điện nè. Em ơi, ghê chưa? Đi nhanh chặt cái gheo coi nha. Chưa cấp điện mình bị
vô nhánh rồi. Bữa nãy nó ôm giữa nhánh luôn. À, à, ngay chỗ đó nó bị ôm vô nhánh rồi. Không được. Đâu thẻo được. Cái đó là không phải là thẻo không. Luôn nhánh đó. Đó đã liền ra rồi. Được rồi, giờ kêu anh bật điện là được không? À, dạ, coi mấy thằng dưới kia kìa đó. Rồi, coi dưới kia có gì không á. Dưới kia có dụng cạnh dưới không á, bật mà nó dưới đang làm. Dạ, chết mẹ rồi. Hôm nay còn lại chưa che bóng mát nha. Bây giờ bên trong có hộp phê. Mình kết thúc video tại đây, tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà video mới tiếp theo. Rồi, không sao. Ôi, thơm giòn mình cứng.